Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác lại trở lại kênh Chai LPT Nhật Đức. Thì hôm nay em lại review cho các bác một sản phẩm trong chuỗi hàng nghìn sản phẩm có mặt tại phụ tùng ô tô Nhật Đức. Đó chính là chiếc lắp dàn cò của Kia Bongo 3. Và nó cũng có thể lắp chung với thằng Kia K250 hiện tại của Trường Hải đang lắp ráp chiếc xe đó. Đây là hàng xịn Mobit các bác nhé. Đây, chiếc lắp dàn cò. Đời này thì nó sẽ có hai đời. Để biết làm sao cho chính xác đời thì các bác một là cứ gửi cho em số khung, hai là chụp hình ảnh cho em cái lắp để cho nó chính xác, không bị nhầm lẫn khi các bác mua về ở xa cũng như ở gần. Đây hàng xịn theo xe này, nó sẽ có một cái tem các bác này, tem dán này, cộng với là đây hàng xịn của nó đây, 24 22 410 4x610. Đấy, đây là lắp dán cò các bác nhá, hàng xịn Mobit theo xe luôn này. Đấy, căng nét luôn, xịn sò luôn, đóng trong cái hộp các bạn. Đây, tem quyền lực đây, chiếc tem quyền lực. Đấy, vẫn là quả cầu các bác nhé, quả cầu là hình đất nước Hàn Quốc này. Ở đây các bác nhìn này, đây là chiếc tem đời mới các bác nhé, phiên bản mới của Hyundai. Nó sẽ có chiếc tem màu này các bác ạ. Đấy, tem rất hay luôn. Đấy, toàn bộ tem màu xanh sẽ được thay thế dần dần bằng chiếc tem màu trắng này. Đây các bác nhìn đây, rất là hay luôn. Nhìn chiếc tem cũng rất là sáng sủa, có một cái gì đấy mang phong cách hiện đại và mới hơn, cởi mở hơn. Đấy, đây chiếc lắp dàn cò các bác này, hàng xịn đeo xe luôn này. Đấy, em sẽ lật cho các bác nha. Đây, lắp đầu nhất nhớt này. Rồi em sẽ lật cái mặt bên kia cho bác xem luôn này, mặt bên kia nhá. Đây, bề ngang. Úp. Đây, bề ngang nó sẽ như thế này. Ở đây em sẽ lật tiếp mặt bên trong này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đây là mặt bên trong nhá. Mặt bên trong nó là cò này, bao gồm toàn bộ ký hiệu này. Đấy, mã này, thông số này. Bên này nó sẽ có một bằng sắt này. Đấy, đây là mặt sau của lắp dàn cò này. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhá. Đấy, và đây là dây cô loa tổng của chiếc xe đấy luôn này, hàng Mobit xịn các bác này. Đấy, dây cô loa tổng luôn này. Đấy, review luôn chiếc dây cô loa tổng luôn, hàng xịn đi luôn. Đấy, Made in Korea đây, Politex 5BK1697. Đấy, hàng Mobit xịn luôn. Còn đây dây trợ lực các bác này, dây trợ lực lái hàng Politex 4BK832 trợ lực lái. Đây dây cô loa tổng. Đấy, đây là lắp dàn cò các bác nhé. Đấy, bác nào mà có nhu cầu liên hệ cho em 0978823083. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video này, hẹn gặp lại các bác ở sản phẩm tiếp theo trong số hàng nghìn sản phẩm có mặt tại phụ tùng ô tô Nhật Đức.